Vâng, em Đô xin mến chào toàn bác nhá. Thì tranh thủ buổi chiều tối hôm nay thì em lại tiếp tục tại kho của Mingo Đô. Thì trước mắt quá có thể thấy là em đang ráp loa này. Thì bên em thì những dòng loa nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên đai của DB Otic tự phun mã nhá, phun mã DB nhập khẩu. Hay dòng của CF và một số dòng bãi thì em chưa lên cấu hình cho bác, đồng bãi thì xếp trong kia. Chưa lên cấu hình cho anh em được. Thì đây theo đơn đặt hàng ngày mai là chuyển đi đây. Chuyển đi cho một bác khách thì bác chỉ lấy có 3 tay ray thôi, là 3 đôi. Còn là em nên để mua thêm được 4-5 đôi nữa để xếp thành một dọc đây. Yeah. Từ hôm sang cái xưởng này đến giờ là cứ bận đóng hàng mới cả đi lắp đặt thôi, nâng cấp các thứ nữa. Đấy, đây là cũng chưa lên được nhiều cấu hình ở đây, mới chỉ ráp được đây là lên được một cấu hình này. Cũng như là đây là lắp được 2 cấu hình này. 3 cấu hình, được 3 cấu hình. Một cấu hình hôm trước bán rồi. Vừa hôm qua cũng đã bán một bộ tại Nam Định xong. Bên kia cấu hình là 4 cấu hình kìa. Em cố gắng lên khoảng chục cấu hình cho bác nhá. Nói chung là chục bộ array xếp sẵn đây để các bác đến trải nghiệm với các phân khúc khác nhau. Trong đó cả những cái bộ gọi là cho bác ghép như 715, 2725 với cấu hình xúc đơn, chuyên cho sự kiện thì liên hệ đơn vị Đô. Thì tại đơn vị em thì cũng khẳng định luôn, những anh em đã xác định chơi mà gọi là những dòng bát chép rời này mà ráp lên ý, thì em bao mức giá rẻ nhất thị trường Việt Nam luôn. Nhà cùng các mã bát chép này ráp lên, em bao giá rẻ nhất thị trường Việt Nam luôn. Còn tất nhiên là khi ráp lên thì Vũ nhà một đôi thành phẩm này em đang bán với mức giá 10 triệu rưỡi này, dụng driver là bắt neo khối nhá, bắt neo khối của Silly cộng với chép 850. Đấy, còn đâu là như thành phẩm này mà các chỗ khác bán thì dao động khoảng 11 triệu rưỡi 12 triệu. Đấy. Còn tất nhiên rẻ hơn nữa thì các bác chỉ ghép với bát rẻ hơn thì kiểu nào cũng làm được, vì đã là loa ráp thì kiểu nào cũng làm được. Còn các bác muốn những dòng loa nhập khẩu thì cũng giá cực kỳ tốt, gọi liên hệ được với đơn vị em. Thì quay vào vấn đề hôm nay thì việc bận cũng như là hàng hóa như từ giờ đến Tết nó chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi, nên là cái việc nhất là đóng hàng, ngày nào cũng phải đóng những dòng như bát chép rời phụ anh em sự kiện, rồi là những bác rời gia đình với những dòng như bát nó không may nó hỏng hóc ấy, hay nó những dòng bát nó kém quá mà các bác lưng đời lên những sản phẩm bát ở đây em nhập ở đây 100% là bát chép nhập khẩu ấy bác nhá. Những dòng bát nhập khẩu như của BVK, những dòng nhập khẩu như của BM, hay những dòng của Silly, hay những dòng của ngày mai dự kiến trong 2-3 hôm nữa là về dòng phun mã của DB. Nhưng phun mã DB ở đây là driver, nó là driver là nghĩa là em nhập nguyên đai, nhà nguyên chiếc tất cả cái nhà nội thất của các array này, là súp này về. Súp đèn model array mới nhất của hãng này, model array DB 112 Pro, phiên bản này dùng driver là bát neo. Nhà bát một bát neo và hai tép neo nhá. Thì em về cả hai phiên bản luôn, là một bát neo hai tép neo và một bát neo hai tép thường. Nhà Hiếu Minh là về phun mã những sản phẩm như nhập khẩu, nhà linh kiện rời của DB để phòng trường hợp những bác nào trước đây mua chơi những dòng array DB không may bị cháy bát thì chép ý, thì mua rời em bán rời nhá. Nhà trong tuần tới nó sẽ về này. Nhà hôm nay thứ 7 rồi. Thì qua chắc là tuần tới là đây là về phun mã luôn. Bên em gần như độc quyền các mã nhập khẩu của dòng phụ kiện array cũng như là phụ kiện của sự kiện của DB này. Vì là bao thầu rồi. Bên Hiếu Minh là bao thầu các phụ kia mua món này. Nên anh em có nhu cầu thì em, ngoài ra thì những bao thầu những sản phẩm của BVK bao mức giá rẻ nhất thị trường. Thì vừa rồi cũng chia sẻ một chút thôi. Thì đây là kho xưởng bên em. Thì đây là cái xưởng chuyên cho các bác sự kiện đến đây để trải nghiệm. Xưởng em hơn 200m không nhá. Ở đây thì ngày mai, như ngày mai em sẽ lên khoảng 4 cấu hình. Cái tủ máy sắp xếp đây để bác đến là vụ ngày mưa ngày nắng đến đây đều được hết không nhá. Vụ ngày nắng thì test ngoài trời ngoài đường. Còn ngày mưa thì có thể test trong xưởng đấy luôn được. Thì trong clip ngày hôm nay thì mình cũng thông báo luôn là các bác nhu cầu mua sự kiện trả góp với những combo bộ dàn tầm 450 triệu thì cũng ghép được hết nhá. 450 triệu lên cấu hình cho bác được, 450 triệu chất luôn, đi show nhỏ cũng được. Đi show nhỏ tầm bộ 450 triệu thôi, show kẹo kéo hay là show sân vườn hay là show đi thuê vừa phải thôi. Gọi nhà giặc nhà gái thôi. Bọn em ngoài Bắc gọi là khoảng 30 bàn thì đánh cái bộ khoảng độ 450 triệu thôi. Còn tầm độ 300-400 khách, tầm 500-600 khách thì bộ khoảng độ gần trăm đến hơn trăm, tùy các bác lựa chọn, rất nhiều phân khúc cho bác chơi. Thì tại tất cả các cơ sở bên Hiếu Minh Auto ấy đều có trả góp bác nhá, kể cả tại chi nhánh sự kiện này đều có trả góp. Toàn bộ hệ thống bên em từ ngoài Bắc vào Nam đều có trả góp các nhá, trả góp hết. Anh em mua trả góp nên dịp Tết mà chưa đủ tài chính nhu cầu trả góp thì liên hệ em để hỗ trợ mức lãi suất tốt. Thì địa chỉ cơ sở sự kiện bên em là cổng khu đô thị Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Số điện thoại bên em thì như số bên trên thì Hiếu Minh cầm, còn số bên dưới là anh Dũng cầm. Nghe các bác là tư vấn kỹ thuật hay là cái gì đấy, còn nói chung là tập trung vào gọi anh Dũng nhiều, gọi em vừa phải thôi. Tại vì em cầm mấy máy liền, mấy cơ sở liền, 4 cơ sở, 4 cửa hàng rồi.
bốn cửa hàng liền nên em cầm nhiều máy, nên là các bác đa số nếu mà về sự kiện bác cứ gọi cho em bên đại ca Dũng nhá. Anh Dũng thì kỹ thuật anh rất là tốt, các bác biết chúng biết tiếng bao năm nay rồi. Và tập trung vào vấn đề hôm nay thì em sẽ bán cũng review đến toàn thể các bác, vì hôm đợt này về thêm một số cái mã bát mới, bắt đầu về được thêm 2-3 mã bát mới nữa nên tiện em review luôn. Trong còn đâu trong tuần tới đây nó sẽ về thêm nhiều nữa, về full các mã của DB thì gần như là em phủ hết các mã nhập khẩu cho các bác anh em luôn. Bên em thì cái hướng ý thì đa số sẽ nhập những dòng chất tí, nghĩa là các bác cứ tham khảo như cùng cái mã bát này so sánh giá với em này, hay cùng cái mã bát này BMA này đấy, hàng nhập khẩu nhá, MA so sánh giá với em thì được. Có những mã mà tên lạ chứ không phải hàng nhập khẩu thì bác đừng so sánh giá, gì nó rẻ hơn hàng kém quá. Bên em bờ hiện tại bên em 4 cửa hàng rồi, em bán tập quan trọng chữ tín và những hàng nó tương đối chất một tí, bán các bác dùng nó bền, nó hay các bạn. Đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Còn đâu hàng thì anh em nhập được thì hiếu mình cũng nhập được thôi, chứ nó chả có gì cả. Nhưng quan trọng là nhập nhiều thì giá nó rẻ và em muốn nhập cái hàng nó chất, chỉ đơn giản thôi, hàng nó chất lượng tí. Đây các bác mua hàng cùng nó bắt chép rời, nên các bác tham khảo những đơn vị người ta bán cái hàng chất lượng. Ở đây có thể là em ở xa hay những các bác nào tiện ủng hộ em thì không nói, nhưng cùng là cái hàng các bác để ý, gọi là để ý một tí cái hàng chất lượng là gì. Cái hàng ở đây gồm này, những dòng nhập khẩu về, thứ nhất nó có là cái hàng nó sẽ, các bác nhìn này, từ cái thông số hết này, tem phụ các bác nhìn chưa, đầy đủ hết nhá, gọi là hàng nhập khẩu. Hàng nhập khẩu về chất lượng cao hơn nhiều so với những hàng trôi nổi, vì hàng trôi nổi nó có loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 có đấy, riêng Hoa Đài nó nhiều loại lắm các bạn. Nhưng mà cái bát nhập khẩu thì nó không thể nó có loại được, có nhớ bát nhập khẩu nó là hàng chính hãng, cái chất lượng nó được đảm bảo rồi, cái thương hiệu này nó quá quen thuộc các bác rồi. Đấy, nên khi các bác mua hàng bát chép rời ấy, thì lưu ý cho em cố gắng mua cho những cơ sở mà bán cái hàng chất một tí. Không phải em không nói là khen em, mà em đang nói vì có những cái mã em có thể không phải phủ hết sạch được, nhưng về cơ bản mai về thêm cái mã của DB nó phủ đây thì bác biết thì mấy hàng 40-50 mã chép rời phân tần nữa thì nó cũng lo quá nhiều rồi, chứ không phải ít đâu các nhá. Đấy, chưa kể em còn bán cả Array sự kiện nữa, 4 cửa hàng liền chứ không phải số lượng ít để mà phụ bác đâu. Hàng em về đây thực tế đây nhá, đây một phần thôi ạ. Về kho em nhập về nó tính bằng công, chứ không phải là tính theo 1-2 đôi, 10 đôi, 20 đôi đâu bác nhá. Thì quay vào đây thì báo cáo bác thì đầu tiên em sẽ quay đến một số cái mẫu nhập khẩu như dòng BM. Dòng BM nhập khẩu này. Thì dòng này nó sử dụng driver là bát 30. Bát 30 nhá các bác nhá. Con này từ 19 coi 76. Thì các bác mua dòng bát này thì phụ đánh ở những con đẩy tầm khoảng độ 500W là ok này các bác này. 500W đánh con dòng bát 30 này ok này. Con này thì có hai model, là model là bát từ 17 coi 76 và từ 19 coi 76. Thì giá em thì mình đang bán là 1.900.000 một cặp nhá. Giá một cặp nhá. Bao giá tốt nhất thị trường Việt Nam luôn. Anh em tham khảo thoải mái. Chỗ nào rẻ hơn bác chụp lại màn hình, bên đơn vị bán rẻ hơn em bán fix thêm 200.000 nữa. Nghĩa fix rẻ hơn cho người ta bán 200.000 nữa, khô máu luôn, ok chưa? 1.900.000 đồng một cặp bác nhá. Quan điểm em bán rất rõ ràng luôn. Sản hàng chất lượng bác nhìn đây, thứ nhất là QC này. Đấy, hàng nhập khẩu thì bác nhìn bên ngoài này. Đấy. Dòng của BM nhá bác nhá. Dòng này thì trên trường bán quá quen thuộc rồi, quan trọng em cạnh tranh về giá thôi. Nhập nhiều thì cố gắng ủng các bác ủng hộ em thôi. QC này. Đấy. Bát dùng gân nội tẩm dầu là 2 lớp các nhá. Gân nội tẩm dầu 2 lớp. Đấy, màng bóng chống nước. Đấy. Ở đây thì là dòng bát BM là bát 40. 40 nhưng nó là từ 19 coi 76 các bác nhá. Từ 19 coi 76. Thì dòng bát này thì nó nhìn đắt hơn cái này thì có 200.000 thôi. Bát 40 nó in to hơn. Thì phù hợp cho anh em đánh súp này, đánh súp gia đình nhá. Đánh súp gia đình thì bác đánh đôi này tuyệt vời, hay các bác lắp vào súp điện ấy. Các bác nhà chơi súp điện không may bị cháy bát ấy thì bác định đi sửa làm gì? Mua một quả này bán rời nhá, vì bờ bác đi sửa mất 400 rồi, 400.000 tiền sửa côn rồi, 350-400 rồi, thì em nói thật sự bán bờ bán một chiếc có được bao nhiêu? 1.050.000 bác mua một chiếc em mình bán nhá, ok chưa? Một cặp này có 2.1 thôi. Về anh em nào trước đây mua cái dòng súp điện mà không may nó bị cháy bát thì chép thì không phải sửa nữa, mua luôn con mới về mà dùng, vì sửa nó rồi ít hôm nó cũng chết, mà tiếng nó không hay, chưa kể côn loại 1, loại 2, loại 3 thì lằng nhằng đấy. Nên là em cũng chia sẻ tư vấn các bác là các bác trường hợp các bác bị cháy có mua luôn cái bát mới này. Đấy, bát mới này. Trừ khi các bác mua ở đây là cái hàng củ quá xịn như dòng của JB. Nghĩa là mình mua cái súp của JB hay những dòng súp nó quá xịn, đắt tiền, đắt đỏ ấy, thì mình có thể dùng lại cái bát đấy mình đi thay côn được. Còn các bác mua những dòng súp như súp đặt tên hay súp OEM hiện trường ấy, rồi dòng súp bình thường hiện trường khoảng 6-7 triệu quả súp gì đấy, hay là 4-5 triệu quả súp thì cháy thì các bác mua thay luôn cái bát khác. Vì đi sửa nó cũng rất là đắt.
Đấy. Sửa công thợ với cả đi thay côn quá tội. 2,1 triệu một cặp các bác nhá. BM bát 40 từ 19 coi 76 gân vải tẩm dầu 4 lớp các bác nhá. Rất đẹp luôn. Nói chung hàng hãng thì có một cái gì đó nó rất khác bọt, nó sắc nét lắm. Chi tiết em quay sát đây. Nói chung bên em ấy thì khi review là tập trung vào sản phẩm, quay rất là sát cho bác xem để bác biết là cái sản phẩm chất lượng thì thường nó làm rất là tỉ mỉ và tinh vi. Nó độ rất là ngọt luôn. Cái dòng này 2 tầng côn bác nhá. Côn này rất là chất luôn. Bát 40 nhá, 2,1 triệu đồng, bao mức giá tốt hiện trường Việt Nam. Tiếp theo là dòng BM là bát 30 từ 17 có 76 thì dòng này rất là êm. Thì từ 40 trở lên thì em mới bán lẻ lẻ bát nhá. Còn 30 là em không bán lẻ bát. Cô bác cố gắng mua một cặp. Còn nó bí quá thì em mới phải bán lẻ thôi. Một cặp này bát 30 từ 17 có 76 này bác nhá, giá 1,6 triệu một cặp này. Bát BM nhập khẩu. Rất chất luôn, từ keo kia bác nhìn keo này. Từ cái màng bác nhìn này. Sản phẩm chất thì màng nó cũng khác, khác bọt luôn. Màng dưỡng này. Với vải tẩm dầu 2 lớp nhá. Em zoom sát cho bác xem. Nói chung hàng công ty thì nó cũng khác hẳn luôn. Đây, từ cái thùng quách nó cũng khác luôn với nhá. Nó khác hẳn đấy ạ. Nhìn cái màng nó không bị dại không nhá. Màng nó không dại, ấn này. Ấn này. Vỡ ổ màng này. Ổ màng nó có độ lẩy vào, nó có độ chắc. Đấy. Bình thường cái màng nó kém quá nó kêu bọc. Đấy. Nói chung khó miêu tả, nói chung là chỉ có anh em thợ hoặc là các bác nào trong nghề ấy, thì nói như lời nói em thì mới hiểu được. Còn đâu này, những bác mà khách lẻ mua thường chỉ có là mắt thấy tai nghe thì bản thân này em mình là quay sát sản phẩm này để bác biết là cái sản phẩm chất lượng như nào và những mẫu này thị trường bán nhiều rồi. Và chẳng qua là em tập trung vào giá thôi, chúng mình tập trung vào giá thôi. 1,6 triệu một cặp bác nhá, 1,6 triệu đồng một cặp. Đấy, dòng bay BM đã xong. Tiếp theo đây là dòng BVK thì ở đây là em bán full mã của BVK luôn. Với sản phẩm BVK thì em bán full mã luôn nhá. Bên hãng thì còn một mã nữa, mã 40 lại hết thôi. Mã 40 nó từ 220 có 100 nhưng mẫu đấy hiện tại mới hết, chưa cập nhật đây. Nói chung là em bán full mã BVK luôn. Bên hãng này là phụ nhập khẩu nguyên trước, nguyên full mã nào thì em nhập full mã đấy. Thì trước mắt các bác đây thì cái môi bát này thì nó là chuyên cho các bác nào sự kiện. Em tập trung vào cái bát này chuyên cho các bác nào sự kiện. Các nhìn chưa, 2 tầng côn nhá. Côn hở 2 tầng côn, côn trong luôn ngoài. Đấy. Keo nhện đen. Bác nhìn đánh, nhìn cái nhện này bác tưởng tượng như JB luôn. Như JB luôn nhá. Cái nhện nó này. Nhện của cấy như carbon luôn nhá. Từ cái choa nó cũng khác và nó từ nó ấy. Là từ của nó là từ. Nó là từ khối bác nhá, leo khối, gọi leo khối bác nhá. Leo liền khối, đấy, leo khối. Leo khối, cái dòng này thì là phân khúc cao cấp cho các bác chuyên sự kiện. Array sự kiện. Thầy bác này vào tuyệt vời luôn. Cực kỳ bền, con này coi của nó là coi 76 hay 86 ấy. Con này coi 86 hay con này tao coi 86 nhá, bát 30 coi 86. Có rất to luôn. Cân vải tẩm dầu 3 lớp, màng bóng, trông nước nhẹ. Đấy. Sản phẩm chính hãng của BVK. Thực ra nói tại sao mà nó là phân khúc cao cấp, tại vì nó thì 4 triệu một cặp bát thì là thì bình thường anh em chỉ nắp vào những dòng Array nó cũng khá là cao cấp. Nhưng nếu mà nên thành phẩm một đôi này, thành phẩm vào nó Array thì nó sẽ lên khoảng độ 11 triệu một cặp. Đấy, thành phẩm. Các bác mua Array Rap hay là các dòng Array mà thị trường anh em bán, nói chung thị trường Việt Nam mình ấy, cũng chia sẻ thật luôn. Để mà Array thị trường Việt Nam mà anh em sự kiện ý, thì gần như là 90-80% là hàng giáp. Vì với thì sự kiện là, hay nói đến show hay là sự kiện nhỏ hay là kẹo kéo nói chung thì 80% là hàng giáp các nhá. 80% là giáp, còn 20% là hàng nhập khẩu. Nghĩa thị phần là hàng nhập khẩu ít hơn. Như sản phẩm DB thì gọi là nhập khẩu này. Nhập khẩu nguyên chiếc này. Còn đấy, sản phẩm hàng nhập khẩu đây thì giá nó thành nó cũng hơi cao hơn tí nhưng chất lượng nó nhỉnh hơn. Nhưng để mà giáp thì bác đi giáp thì nó có rất nhiều kiểu giáp. Giáp bát từ chất này vào thì nó không khác gì hàng nhập khẩu cả. Nó không khác gì, có khi chất lượng ngang DB hoặc là hơn. Nhưng giá thành cũng rất là êm vì được sản xuất tại Việt Nam. Nhưng cái sản xuất cái thùng ở Việt Nam thì giá thành êm hơn. Còn cái dòng bát này cực kỳ chất lượng vì bác bổ những dòng Array của các bác ra mà xem. Có nhìn thấy có quả leo chưa chắc nó đã gấu hơn này. Trừ những dòng hãng quá cao cấp đắt tiền thì em không nói nhá. Còn các bác mua những đôi Array khoảng độ là
20 hơn 20 thì chưa chắc cái bát nó đã được chất lượng nha. Em nói thật sự luôn. Đấy, và đôi bát này thì em đang bán là 4 triệu đồng một cặp nhá. 4 triệu một cặp. Ở phân khúc cao cấp. Đấy. Thì mấm nữa thì về dòng DB thì nó có ở phân khúc cao cấp và phân khúc tầm trung. Các bác chơi dòng nào cũng được. Giá hợp lý. Thì ở phân khúc tầm trung thì bây giờ em bán nguyên cái ruột cổ 112 cộng này. Các bác ráp thành phẩm nó cũng rất là rẻ. Rẻ hơn so với mua hàng nguyên đai này. Về rất phải hơn được hơn nửa tiền. Đấy cái điều quan trọng là tại sao đợt này em ký hợp đồng full mã của DB này vậy. Full mã nội thất ý, là ruột gan của DB. Anh em về anh em thích, anh em ráp thành phẩm là giá êm hơn so với mua hàng nhập khẩu cả nửa tiền, hơn nửa tiền. Đấy. Và tiếp theo nữa là để dòng bát 30 nhá. Bát 30 neo khối. Và bên cạnh đây thì là dòng bát từ thường. Bát từ thường của BBK nó sử dụng từ 19 coi 16 bát 30. Thì giá đôi này thì đang bán 2 triệu 3 trên một cặp. Rất là nặng các bạn. Cực kỳ nặng. Nó leo neo đi. Neo đít lồi. Các bác nhìn quả đít lồi nó lồi cao hơn cả dòng RCEP thông thường nhá. Kia quả RCEP kia. Bác nhìn thấy những cái lồi này. Bác nhìn này. Lồi mà vành từ nó rất là dày. Cái RCEP kia bác nhìn vào đây. Đấy em đấy, quay RCEP đây. Bác nhìn vành từ này. Cái dòng này tiếng bát rất sâu. Dương dòng BBK này tiếng bát rất sâu. Vì vành cái vành cái từ nó rất là dày. Nó nặng. Sử dụng 2 tầng côn. Ống thoát hơi tản nhiệt cộ lừa đây, côn hở đây. Đấy. Và bát nó rất chất, 2 triệu 3 một cặp các bạn, 2 triệu 3 một cặp này. Bát 30 từ 19 coi 76. Gân vải tầm dầu hai lớp. Bao giá tốt nhất thị trường Việt Nam luôn nhá. Bao giá tốt nhất thị trường Việt Nam luôn. Và tiếp theo nữa là quả bát 40. Bát 40 này thì bác có thể ghép vào súp này. Súp là súp đánh gia đình hoặc đánh phun đôi. Hoặc các bác đánh phun đơn 40. Đấy. Thì con này đắt hơn đôi 30 chỉ có bao nhiêu vì nó đều từ to như nhau. Chỉ có vành to hơn thôi, đắt hơn mất 300. Con này 2 triệu 600 ngàn đồng một cặp này. Bát 40. Mua một quả này, này thì vào 1 triệu 3 thôi. Các bác mua với những quả súp thị trường, mua quả súp điện mà thị trường khoảng 4-5 triệu súp điện ấy. Các bác mở cái bát ra không lổi. Nhưng cái bát nó không bao giờ gấu được bằng quả BBK này luôn. Em thề các bác luôn vì nhà em bán hàng em biết. Đấy, vì sao có mua hàng là bác để ý cho em nội thất tí. Đây cái vành từ rất dày, tiếng bát nó sâu. Sâu mà nó có độ mềm nhá. Hàng nhập khẩu. Cân vải tầm dầu hai lớp từ 19 coi 76, bát 40, 2 triệu 600 ngàn đồng một cặp. Ok. Tiếp theo ạ. Tiếp theo là quả bát từ chuyên cho bác ở sự kiện gia đình thử. Gia đình các bác hỏi súp này em cũng không bán. Tại vì nó không hợp cho đánh gia đình. Vì nó to lắm. Đánh nó uy lực. Nên là không phải là các bác thích mua gia đình các bác thích to mà được đâu các nhá. Cái quả từ gốc mắt đây là từ 280 con 125. Chuyên cho anh em sự kiện hoặc sân vườn. Đánh quả này phủ rất rộng. Rất mạnh. Đúng nhá. Và đánh hôm trước các bác có nhiều bác hỏi là anh em sự kiện nhiều bác hỏi là mời mình là mua quả bát to này về nắp vào cái thùng bãi được không? Em chia sẻ không được. Vì cái thùng bãi đa số cái thùng nó chỉ đánh phòng thôi. Đánh phòng là thùng nó nhỏ. Thùng nó nhỏ nhá. Các bác ghép cái quả từ vào đánh nó sẽ bị đánh nó bị ủng tiếng. Đánh nó không thoát tiếng mà bị ủng tiếng dội tiếng. Các bác nhá. Khi đánh những quả súp đã độ từ lớn này vào thì cái thùng nó phải cân đối. Là khi bác phải ghép vào cái thùng nó phải thùng cỡ này. Cỡ chiều cao nó khoảng 90 này. 90 này. Sâu nó khoảng 75-80 này. Em không nhớ kích thước rồi. Thùng sự kiện nó rất là to. Bác nhìn cái thùng sự kiện này nó to, nó cao gần bằng cả đôi 72, chứ 725 bác biết là bác biết rồi. Nó to lắm ạ. Chả biết miêu tả nó to lắm. Nó to một quả thùng đơn sự kiện nó to gần bằng quả súp kép, đúng nhá, phải nhớ đấy. Nên là tại sao nhiều bác bảo em là hay anh em thợ có gọi bảo thừa vào hay là những bác chơi gia đình bảo là trước mua cái thùng vỏ súp bãi xong rồi ghép từ lớn vào không phải đâu. Cái thùng nhỏ chỉ đánh vào những cái dòng từ nó từ khoảng từ 220 con 100 đổ về thôi các bác nhá. Chứ không đánh được từ này đâu. Từ này phải đánh vào thùng rất là to. Thì quả bát này bát từ 280 con 125. Chuyên cho bác sự kiện to như cái lồi cơm, to hơn cả lồi cơm điện. Nói chung to như cái mâm. Vành nó to như cái mâm. Phẩm chất bác nhìn vành vào đây cái vành nó này. Đây hôm nay là có mỗi mình Hiếu Minh quay. Bác nhìn vào vành nó này, vành nó đến mức nó ép. Như nó ép bằng cái tấm gang đây nhá. Cái này này nó chèn bằng tấm gang nhá, phải tấm nhựa không nhá, bác thấy chưa? Nó chất chưa? Tấm gang nhá. Đây này, bình thường cái này vành nó tấm nhựa thôi, đây bằng tấm gang xong bắt ốc này bác chưa, để nó ép cái nhện, giữ cái nhện của dương nhá.
đấy, bác nhìn là nó nặng lắm. Gân vải tẩm dầu hai lớp, khủng khiếp không? Cái bác nhìn thấy cái vành nào nó ép bằng gang được chưa? Đây quả nhựa nhá, bằng gang nhá, gang nó ép giữ lại. Côn hở hai tầng côn. Đấy. Dụng té bát BC. Đấy, QC, tất cả những dòng khẩu nó QC đầy đủ hết. Bài nặng lắm, xin phép không lật hẳn được lên. Thì rồi em quay quá nhiều rồi, 6 triệu đồng một cặp này nhá. Nghĩa 3 triệu đồng một quả, nghĩa từ bát 40 em nói rồi, từ bát 40 trở lên là Hiếu Minh đã bán lẻ một chiếc rồi, các bác nhá. Quả này 6 triệu đồng một cặp nhá. Một cặp. Và tiếp theo sau đây là dòng súp. Dòng súp BBK bát 50 từ 220 co 100 đít lồi. Bích dày, đít lồi bác nhỉ, đít lồi đây. Đừng quay bích dày. Bác nhìn quả giờ xếp kìa. Nó không dày bằng đâu, bác nhìn chưa? Bát giờ xếp 50 kìa. Có dày bằng đâu đây. Dày lắm. Đây đít lồi giờ dày bịch hẳn luôn. Dụng 2 tầng côn. Co 100 các nhá. 2 tầng côn. Gân vải tẩm dầu 3 lớp. Cái dòng này thì thiết kế cái màng nó giống như tạo ngấn sóng cho cái giải bát ra rất là hay và sâu. Thì tất cả những hôm trước em có test sự kiện cả những cái dòng bát này em đã test hết rồi. Các bác xem clip trước ấy rồi. Quả cho là cái thằng cẩu về thì quá an tâm rồi. Không phải là lo loại 1, loại 2 vì bác mua cái hàng mà không phải nhập khẩu, báo cáo các bác này. Nó nhiều loại lắm, loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 có nhiều loại lắm mà mình không thể biết được. Nên là cứ tập trung hàng nhập khẩu mua là gọi là chỉ có là cạnh tranh về giá thôi. Cạnh tranh về giá thành thôi. Em cái dòng này là em bán riêng bán bắt chép giờ ấy, em xác định là em mà bán gọi là không ai bán hòa bán chơi ở đây, không phải bán hòa bán lỗ cả, mà đây là bán gọi là bán xác định là bán gọi là bán cộng tí ti tiền công. Còn đâu cái tập trung của em là bán sự kiện này, bán những bộ array sự kiện hay bán những bộ dàn sự kiện, đấy là tập trung của Hiếu Miêu đâu. Còn bát chép này em nghe bán phụ hỗ trợ thêm, nên là kiểu gì em chơi khô máu, mà em nói là khô máu là chơi gọi là anh em giá rẻ hơn là em phích tiền thôi, đấy rẻ hơn anh em luôn, thì các bác không phải nghĩ nhá về giá nhá. 3.900.000 một cặp này, 3.900.000 một cặp này nhé. Bát 50 từ 19 một cặp bát nhé. À quên, từ 220, các bác xin lỗi các bác mải nghĩ, từ 220 co 100 nhá. Từ 220 co 100 bát 50 3.900.000 một cặp. Và tiếp theo nữa là đôi dòng bát MA, bát 30. Bát MA, bát 30 thì cái dòng bát 40 mới hết. Mới hết. Chắc anh em chưa bỏ ra hay chưa bỏ ra. Có bát 40 MA nhé. Bát 30 thì có dòng 2 mã là mã từ 19 có 16 và từ 17 có 16. Thì dòng MA này thì tại Hiếu Minh đang chào bán. Là mức giá là 2 triệu đồng một cặp. Thì dòng này thì thiết kế, nói chung là các dòng bát của những dòng nhập khẩu thì thiết kế nó em thấy là cái chỗ chất âm và độ nhuyễn là về nó 19-10 nó sầm sềm nhau. Cái điều quan trọng là bác hợp gu mẫu nào thì bác lấy. Và bao mức giá tốt nhất, vì tại sao vẫn được nhập, vì bác nghĩ thì là nhiều khi anh em Vũ nhà em nhập mỗi BBK không các bác, một số cửa khác là anh em cũng bán mẫu MA thì nhiều mẫu các bác cần. Bác xem anh em kia review rồi thì các bác cần thì em cũng phải nhập về chứ, đúng không ạ? Tất nhiên em nhập về thì em cũng tập trung vào giá thôi. Thì mẫu MA này thì sản phẩm chính hãng nhập khẩu, bác nhá. Chính hãng nhập khẩu thì bác nhìn từ cái từ tiếc này, từ lẫy bằng đồng này, chất lắm bác nhớ, chất nhìn nó khác biệt rồi. Made in PRC, nghĩa hàng nội địa China, đúng nhá. Đấy, chính hãng của MA, công suất để đánh được một quả bát 50, bát 30 này các bác đánh cho em con đẩy tầm 400-500W các bác nhá, 400-500W. Thì quên vừa nãy không nói các bác, thì mẫu dây array 3 tất cả bên em đang làm đây là mẫu array 3 châu 3 chân nhá, rồi thiết kế 3 chân. Đấy. Đời mới nhất đấy. Đời mới nhất rất đẹp luôn. Mà nhìn cái độ tay nắm rồi là độ gọn của nó rất đẹp. Đánh ra âm rất ok, đánh đã trực chiến, đã bán từ ngày ra bắt đầu khai trương xưởng thì giờ đã bán rất nhiều, cũng được khoảng 4-5 bộ, 5-6 bộ này rồi. Đấy anh em đã chơi đôi này có biết rồi, tiếng rất hay luôn. Bảo hỏi tất cả loa tức là tất cả bát rời hay là tất cả loa bên em bảo hành 1 năm nhá. Bảo hành 1 năm chất cho bác luôn, cái chất đây là tiếng các bác luôn, tiếng ra hay, bao hay không bị xuống tiếng. Gọi là đấy bảo hành cái đấy, không ai có cơ sở là bảo hành 1 năm như em cả. Vì bản thân em bán hiện tại với 4 cửa hàng nên là cái chữ tín hàng đầu. Đã thế nhập về cũng thế, nhập này em nhập hàng hãng, em cạnh tranh giá cùng hàng hãng thôi, chứ em những cái hàng trôi nổi khác không phải hàng hãng thì em không đọ được, không nhập về. Vì nhập về bán là nó sẽ mất uy tín đi. Thì trước mắt các bác đây là mẫu MA bát 30.
Bát 30 đi từ 17, coi 76. Sử dụng gông gang đúc, quần hở, lấy đồng. Rất đẹp luôn bác nhá, đẹp lắm, chi tiết. Quay zoom cho bác gần luôn. Giá chỉ có 1.850.000 đồng một cặp thôi. 1.850.000 đồng một cặp nhé bác nhá. 1.850.000 đồng một cặp. Cặp này. Anh em có nhu cầu thì liên hệ nhé. Dòng này thì anh em thay vào thu súp điện nhà cũng được. Chắc em phải thay đổi chính sách, trở lại Hiếu Minh vẫn phải bán theo, thì bán rời cả bát 30 trở lên. Thì bị bán rời nhiều khi các bác lắp súp điện các thứ, súp điện các thứ các bác bị hỏng. Bán quả bát rời cũng rất là rẻ, bán một quả bát rời nó có hơn 900.000 tí thôi. Như quả này bán ra hơn 900. Thì bác thay vào những quả bát không may nhà chết hay tiếng nó kém, thay những quả hàng sập chính hãng nhập khẩu về tuyệt vời. Thì trước mắt các bác ơi, tiếp theo nữa là dòng bát neo khối. Neo khối của RCEP đó nhé. RCEP. RCEP. Neo khối của RCEP. Bát 40. Bát 40. Có nhé. Bát 40 ạ. Đấy. Bát 40. Coi 7. Coi con này coi. Coi con này coi được. Coi con này chắc là coi khoảng 76. Coi 76 bác nhá. Bát 40 coi 76. Bát 40 coi 76 leo khối của RCEP. Cho những bác nào đánh sự kiện, các bác nào đánh mà đánh ở đây đánh như là array. Các bác nào đánh ở trên là đánh full như 745 này. Đấy. Các bác đánh thì con này thì tuyệt vời. Đánh rồi nó tiếng bát nó mềm, mà nó hay, phủ đi xa. Thì sản phẩm chất đây bác nhìn vào đây. Em zoom to bác nhìn này. Từ nó sáng loạn, cắt rất là ngọt, nó cắt rất là cực kỳ ngọt luôn nhá. Nói chung hàng 2.900.000 đồng một cặp này nhá, 2.900.000 đồng một cặp bát này. RCEP neo khối nhá, rất chất luôn, mã series. Hai triệu chín trăm ngàn đồng một cặp. Ok. Bên cạnh đây là dòng leo. Sẽ leo dán nhầm à? Từ đó nhá. Đây khả năng em dán nhầm. 2.950.000 đồng một cặp các nhá. Còn cái này là 2.900.000 đồng. Đấy. Cái này lệch nhau, em nhập theo với giá nhập thì lệch nhau có 50.000 thôi. Anh em lấy con nào cũng được vì là coi nó to bằng nhau. Coi nó to bằng nhau chỉ vành nó ít thôi. 2.950.000 đồng một cặp này nhá. Bát 40 leo. Còn nó bát 30 thì là giá là 2.900.000 đồng một cặp các nhá. 900.000 đồng một cặp. RCEP. Neo khối RCEP gân và tầm dấu 3 lớp. Cái dòng này thì anh em đi nắp ở đây được. Cái màng nó thiết kế màng là màng gần như màng gần như thiết kế dập của nó, dập sợi này. Gần như màng carbon, gần như màng carbon mới nhá. Màng bóng, thiết kế giả sợi. Rất đẹp luôn. Đấy. Rồi tiếng bát nó mềm, neo thì nếu neo 30 thì em hướng các bác thường các bác lắp vào array. Hai là các bác đánh vào full mà đánh không gian rộng. Đánh không gian rộng thì bác lắp leo. Đúng nhá. Neo nó đủ phủ rất là xa. 2.900.000 đồng cặp này, bát 30. Có nhá. Đây có mỗi mẫu mới này, mẫu RCEP tiếp này. Mỗi RCEP con 125. Đấy, bác nhìn hầm hố không? To. Hầm hố. Chuyên cho anh em sự kiện xô chậu. Rồi là chuyên cho bác nào là đánh súp xước này. Súp mà không bị quá nặng, như là súp kép thì thường đánh nếu mà gấp từ 280 thì nặng quá. Thì thường nếu súp kép thì em tư vấn với bác là sẽ là đánh súp leo này. Thì đi bê biết nó đỡ hơn mà đánh nó rất là hay. Ở đây thì tiếp theo là quả bát RCEP. Bát 30. Bát 30 nhá. Bát 30 từ 19 coi 76, bát 30. Quả RCEP. RCEP. Bát 30 thì RCEP thì một có gì đó rất là gấu đúng không ạ? Nó gấu như dòng BB kép kìa, nó rất là gấu. Nó gấu lắm. Nhìn bát nó rất khỏe, nó gấu, nó dày. Đít nó lồi nó và cái hàng chuẩn bác nhìn vào đây. Đùm xanh này, cái lồi xanh này. Sắc nét luôn nhá, sắc nét cái lồi xanh này. Bằng sắt đấy. Lưới sắt nhá.
Đấy. Gân vải tẩm dầu 3 lớp màng ngấn. Đấy. Cùng là RCEP nhưng mà bác để ý này. Hàng chất lượng thứ nhất từ QC này. Từ tem này. Nghe là nó có gì đó rất sắc nét. Khác biệt hẳn luôn đó nhá. Khác biệt hẳn luôn. Từ đít cái đít nồi này cắt rất là ngọt luôn. 1.750.000 đồng một cặp này. 1.750.000 đồng một cặp này nhá. Một cặp bát này. Cái bát này thì bác gắp vào số điện thì tuyệt vời. Chấm hết luôn. Bên cạnh đây thì là quả bát 40. Bát 40 thì có hai mã nhá. Đây bát 40 này. Bát 40 từ 220 có 100 và bát 40 từ 19 có 76 thì nó đắt hơn cái bát 30 tí này. Giá 2.1 nha bác nhá. 2.1 để bát 40. Rồi xếp từ 19 có 76. Cân vải tẩm dầu 3 lớp. Màng ngấn, cái màng ngấn này thì nó sẽ khác biệt so với màng trơn là cái giải âm nó ra nó hay hơn nhiều. Nó tạo sóng ra bác, sóng xung kích ấy. Rất là hay luôn. Đánh uy lực và dưới dòng DJ set thì nó, cái tiếng bát nó rất là lặng. Tiếng bát nó nghe nó dày, nó lặng. Bọn em gọi là lặng tình, lặng bát đấy. Đấy. Thì dòng này tiếng bát nó rất là lặng và sâu các bác nhá. Dòng chuẩn này có QC các thứ này. Đấy, QC. QC về bát này. Đây là dòng bát 40 từ 19 coi 76 các bác nhá. Và bên dưới đây là từ dòng Joseph được nhập qua một đơn vị đó là PIF. Đấy, để đánh được những quả RCEP này từ bát 30 là 500W, từ bát 40 thì tầm 700-800W. Đấy, từ là những từ 220 có 100 vậy bác nhìn thông số nó bác biết này. Nhìn thông số nó biết này. 500W đến 1000W, nghĩa độ chịu đựng của nó lên 1000W thì để đánh được quả bát này thì bác cứ đánh cho em tầm 800W là đẹp. Từ 220 có 100, cái quả bát này thì nắp vào sút thì nói chung là rất hay. Rất hay các nhá. Bát nó sâu, dày. Nó đầm, đồng thời ép ít nồi rất là dày. Mới nhìn của bác chất lượng, mới nhìn vào biết màng tạo sóng nhá. Tạo sóng với nội vải tẩm dầu là 3 lớp. Nói chung rất là chất đúng không ạ? Nhìn thôi bác đã thấy độ khác biệt rồi. Tại Hiếu Minh quan điểm em cứ hay quay hàng bãi nhiều ấy. Em mới hay quay hàng bãi nhiều nên là cái quay cái hàng kẻ bát chép rồi đấy em cứ tập trung phân tích vào cái độ sắc nét, độ sắc sảo của sản phẩm. Nó phải đúng đâu nhá. Nhiều khi bác mua những đơn vị họ quay xa, bác nhìn nó không rõ đâu, nó mờ nhạt, nó nhiều loại mà. Còn đây em quay tập trung vào những hàng bên Hiếu Minh là tập trung vào thứ nhất là độ uy tín và cái thứ hai là cái sản phẩm bên em chất lượng, cái độ sắc nét nó khác. Vì riêng thị trường bát tép rời ấy, nó loạn. Bản thân em là một người gọi là nhập hàng đây mà có cái nhiều mã bát mà cũng như nó trôi nổi giống hệt nhau, lệch giá nhau rất nhiều các bác nhá. Nên em muốn các bác là em nhập với những sản phẩm hàng nhập khẩu này. Cửa hàng nào bán nó cũng bán giống như đều như em thôi, đều bán giống như em thôi. Em muốn tập trung vào giá thôi, để các bác hài lòng các bác là giá cả mình hợp lý để các bác mua rồi các bác ủng hộ nữa. Chứ phải bán hôm nay những mã nó kém, nó rẻ nhưng mà kém, bán xong là mai mất tích, không có đấy đâu. Nên em tập trung là cái hàng mà hãng này em bán nhưng bán rẻ hơn người ta, chỉ đơn giản thôi. Chứ bây giờ bán hàng trôi nổi thị trường thì nhiều lắm, nhiều mã linh tinh, nhiều mã lắm, nhập nó như nhập thì nhập nhiều loại rẻ vô cùng luôn, kiểu nào cũng có các bạn. Mà bát chép này thì bác lưu nhá, cái dòng bát chép này này là có nhiều hàng còn sản xuất tại Việt Nam cơ. Nhưng hàng Việt Nam thì nó khác, nó dại hơn nhiều. Thế em chia sẻ với bác luôn. Cũng như thì ở Việt Nam thì có mấy công ty, như công ty của Phúc Thịnh các thứ đấy, nó sản xuất tại Việt Nam nhiều lắm các nhá. Sản xuất cái bát này này, cái từ này ở Việt Nam luôn đấy nhá. Còn những dòng hàng nhập khẩu thì họ sẽ có tem phụ các thứ, tem mác đầy đủ của các bác anh em, thông số khác các bác nhá. Trước mắt các bác đây là dòng bát rời, bát là từ 200 quên xin lỗi, đây là neo mà. Neo dòng này neo co 125 cho bác là chuyên sự kiện với nhá. Neo co 125 đấy, co 125 neo này thì quả neo này thì em đang bán là 6.9 một cặp, bao mức giá rẻ nhất thị trường Việt Nam luôn. 6.9 neo một cặp nhá, bao giá rẻ nhất thị trường Việt Nam luôn của RCEP. Rất chất, nhìn bà vàng bằng bóng này, bằng bóng dưỡng nhá, tẩm dầu 3 lớp. Dòng này chuyên cho bác là đánh súp kép, súp đơn, đánh không gian rộng,
Không gian nhỏ em không bán cái này đâu. Các bác còn chơi gia đình thì em không bán này đâu nhá. Thì to quá, đến bán nó bác xong về bánh nó to quá bác ạ. Bác lại phải đổi, mất việc. Nên vì em gặp một lần rồi, vừa hôm trước em bán cho bác, khách bác đổi cái đồ gì nhà em nó bác đổi sang quả súp này bác về đánh trong phòng. Đánh mạnh quá bác không chịu được. Quả súp này đánh ngoài trời, đánh sân vườn nhanh nhá. Nó theo gu nên các bác đánh trong nhà, không lấy cái súp to này, đánh trong nhà này súp vừa vừa nhỏ nhỏ thôi. Nếu 40 hoặc 50 coi từ 220 còn 100 thôi. Coi 125 này để đánh được quả súp này, các bác đánh cho em là con đẩy. Con đẩy là tầm độ khoảng 1.200 trở lên mới đánh được các bác nhá. Những dòng bát này thị trường đang bán với giá khoảng độ 7.5-8 triệu. Thì mình bán có 6.9 một cặp này thôi. 6.9 một cặp thôi. Các mã này bát này có thị trường đang bán giá rất là cao. Bản thân những bát RCEP 50 này từ 220 qua 100 này, thị trường toàn quật những giá 3.5-3.6 thôi. Có chỗ 4 triệu thì mình bán 3 triệu một cặp này. Vậy chỉ đơn giản tập trung vào giá thôi. 3 triệu này em có lãi rồi, lãi phí thi công. Vì xác định nhiều cửa hàng họ chỉ bán bát chép rời không thôi, còn em đây là bán chép rời này, gọi bán để gọi là cái bán để lấy tương tác thôi các bạn. Còn đâu đã em đã mở xưởng sự kiện là tập trung vào sự kiện nhiều, bát chép nhập về số lượng nhiều, bán rẻ cho anh em chơi khô máu luôn. Và tiếp theo đây là dòng bát là bát 50 của RCEP từ 220 còn 100, thì đôi này đang bán mức giá là 3 triệu đồng một cặp này. 3 triệu đồng một cặp này. Từ 220 còn 100. Cái bát nào bác đánh phòng này, đánh phòng hát ấy, đánh gia đình ấy, thì lấy quả này thì hết ý, hết nước chấm. Hay lắm. Hay lắm các bác nhá. Hay thật sự luôn. Mua một quả có 1.5 triệu thôi. Quả RCEP này được nhập bởi công ty là PF các bác nhá. PPF. Cái hàng này nhập khẩu nhá. Hàng khẩu anh nhá này, tem phụ này. Tem phụ này. Vì hàng hóa bởi em bán là lên công ty rồi. Nhà của mình là lên công ty rồi nên em phải bắt buộc phải nhập những cái hàng khẩu. Ví dụ cái dòng này thì anh em gọi là RCEP nhưng đây nhập khẩu qua công ty bên đơn vị là PF bác nhá. PF. Đấy. Giá 3 triệu đồng một cặp này. 3 triệu đồng một cặp này nhá. Tiếp theo nữa là cặp ba dòng bát từ 125 dòng bát Neo Silly chính hãng nhập khẩu. Silly tem phụ này. Silly yeah. Hàng phun thuế cho bác luôn nhá. Silly đấy. Dòng này 125 cho anh em chuyên súp này. Cái dòng này trên thị trường anh em có bán quá nhiều rồi. Bán nhiều lắm vì nó báo cáo bác thị trường ấy, cái dòng bát Neo có 125 này thì nó chỉ có vài lên quanh mấy mã này thôi, mã này này, mấy mã kia thôi, chả còn cái mã nào nữa cả, nên là em chỉ tập trung vào giá thôi, nghĩa là giá em bán êm hơn cửa hàng khác thôi. Nhưng mà cái dòng này nó dòng chuyên cho anh em sự kiện thì nó trên thị trường nó chỉ có vài mã thôi, 2-3 mã, 3-4 mã là cùng thôi, nó không có nhiều nên em nhập full mã rồi. Thì mẫu này là 6.9 một cặp này nhá, chuyên cho anh em sự kiện có 125. Nó leo có nhìn chất không, cắt cái từ ngọt lịm mà nó dày lắm, nó cứng này, gỗ nó cứng lắm, ấn không cái dòng này xuống ấy phải dùng lực rất mạnh lên để đánh được quả súp này, có lý nhá, phải đánh con đẩy tầm 1.200 trở lên nhá mới đánh được các nhá, một quả này thôi ạ. Đấy, gông kép silly. Dòng này tiếng bát rất sâu, bảo hành 1 năm nhá, tiếng bát rất sâu luôn, cực kỳ sâu. Sâu mà lại mềm, phủ đi xa các bạn ạ. Và tiếp theo nữa là dòng leo bát 40 của Silly. Bác nhìn là Silly này. Cái màu này ấy là em đang bị phản sáng, nó nghĩa là nó màu vàng nhạt. Cắt ngọt lịm, cái từ nó khối này, 3.2 triệu một cặp này nhá. Của Silly thì đặc thù với gông, bác nhìn gông nhá, gông xương cá này, bát 50 này, bát 40 này, bát 30 này, bát 25 này, gông xương cá thì bát này bát 40, con 10 này coi của nó là coi to, em nói thật là em cũng không dám khẳng định có 100 nhưng mà coi được tầm 86, nhìn nó to lắm. Coi khoảng 86.
3,2 cặp này nhé bác nhé. 3,2 cặp này với cá rất chất luôn, cho bác nào đánh full này, đánh full này, đánh súp này thì tuyệt vời, hết nước chấm. Dòng nhập khẩu chơi an tâm. 3,2 triệu cặp nhé. Tiếp theo nữa là dòng leo này. Cái leo này hiện tại em chính là đang nắp vào array. Leo này, cái leo này chúng mình đang nắp vào array. Đánh rất hay luôn. Phủ rất xa, bát nó mềm. Em mình đang nắp vào array. 2,950,000 đồng một cặp. Đấy, anh em thích mua thành phẩm thì mua. Hay anh em thích mua rời về giáp vào cũng thế thôi, vì là giáp một giáp thành array này em hiểu mình cộng công vào ấy là cộng mất 300-350 một đôi. Cộng công giáp thành phẩm. Có mua vỏ rời cũng được, thích thế nào cũng được, nếu mình nghĩa là kiểu lại cũng chiều. Còn vì đấy giáp thành phẩm cũng chả gì ngại. Thì cộng đi công vào thôi, giáp vào thôi. Anh em thích mua thành phẩm cũng được, hay mua rời cũng được, hay mua nhập khẩu cũng được, nhập khẩu thì có CF này. Còn đây cái đống nhà em đây, cái đống này là đống đây. Đống array bãi đây này. Về được mấy tay? 1 2 3 4 5 6 tay. 6 tay nhà 6 cặp đấy, 6 tay đây out center. Ngày mai em về thêm 8 cặp xúc kép bãi nữa, xúc kép bãi của AD nữa thì đánh chuyên cho dòng chuyên cho sự kiện ngoài trời. Về cùng array AD, AD nữa thì em mình lên. Nghĩa tổng em sẽ lên được khoảng khoảng hơn chục bộ sự kiện để trưng bày cho anh em. Trong đó khoảng độ 3 4 bộ bãi. 2 3 bộ nhập khẩu, còn gọi là hàng Hiếu Minh sản xuất, gọi là Hiếu Minh sản xuất cho dễ, công ty Hiếu Minh sản xuất. Cho dễ hiểu. 2,950,000 đồng một cặp này quá nhá. Rất chất luôn. Cái dòng này thì em đã phân tích rất nhiều. Trên trường anh đang bán đôi này là 3,5 triệu. Thì mình bán rẻ hơn được mấy trăm ngàn đồng. Thế thôi. Đâu có giải thích nhiều bạn, nếu khối bán nhiều. Kênh em ý là tập trung là nó báo giá luôn, chứ không mập mờ. Không phải các bác gọi điện nhắn tin làm gì. Em báo giá luôn này. Đấy, còn bác bảo tham khảo đâu rẻ hơn, chụp em cái màn hình bên đấy bán rẻ hơn. Em fix cho anh em thêm 200, ok chưa? Fix thêm người ta 200, bán kẻ bán hòa cũng được, bán lỗ thì cũng được. Chơi khu máu kiểu đấy. 2,950,000 đồng đó nhá. 2,950,000 đồng một cặp này. Một cặp này nhá. Bên cạnh đây là mà dòng neo bát 25 của Silly. Giá 2,600,000 đồng một cặp đó nhá. Của Silly. Thì dòng Silly thì tất cả neo khối và thiết kế nó tựa tựa nhau. Các bạn nhìn thấy không? Tựa tựa nhau. Xương cá bác nhá, xương cá này. Dòng này nhá là coi, con này cũng coi là coi 75 bác nhá. Bát 25 nhưng lại coi 75. Coi 75 nhá, coi rất to luôn. Nên vì khi giá thành cái bát 25 này nó không kém 30 mấy đâu. Tại vì nó cái từ nó to bằng nhau các từ này. Để em zoom lên bác nhìn, từ to bằng nhau, coi 75, bát 25 coi 75 chỉ có in nó nhỏ đi thôi. Để cho anh em sự kiện này. Cái bát này chuyên thay thế cho bát đi chuyên sự kiện. Cái sự kiện mà đánh như Array 25 ấy. Đánh đôi này tuyệt vời, 2,6 cặp, trên trường đang bán khoảng 3 triệu, mình bán 2,6 cặp nhá. Và ở đây thì em quay một số phân tần, vì hiện tại hôm nay thợ đang đi nắp đấy, em quay một số phân tần. Em có 4-5 mã phân tần, em quay một số mã phân tần đây, có 2 mã thôi. Bình thường quay 4-5 mã thì quay 2 mã để cho bác dễ nhận diện, nó bị rối. Thì có một phân tần bác nhìn đây, chúng một phân tần như kiểu này trên trường ý, thì đừng bán vụ hai quay kiểu này, một cái lẫy kiểu này và cái kiểu như này thôi. Nói chung kiểu này nó cho dễ hiểu là toàn bán 1,1-2 triệu. Và Hiếu Minh đang bán cái phân tần hai quay 18-20L này là 850,000 đồng nhá. 850,000 đồng một cặp phân tần thôi, rẻ hơn chỗ khác được vài trăm. Nghĩa thì bán phụ kiện được bao nhiêu đâu, đã rẻ hơn vài trăm là ngon rồi. Đấy. Còn bác cứ tham khảo thoải mái. 850,000 đồng một cặp này phân tần này nhá. Mà SH820L. Thì cặp phân tần này thì hàng nhập khẩu luôn nhá. Xuất xứ tất nhiên là China rồi. Từ China cái dòng này thì có lọc và cái thứ hai là có hệ thống là chống cháy bát cháy chép bác nhá. Nên em bán rất là tự tin hàng bên em. Thứ nhất là trước khi em thành phẩm này là đại ca Dũng, anh Dũng ấy là đã căn phây để cái thành phẩm nó cái thùng độ phản âm ra rồi, nên em tự tin cái array của Hiếu Minh nó ra nó sẽ đạt hơn rất nhiều so với array của một số đơn vị bác nhá. Không phải tự dưng thích ghép vào thế nào đâu, nên các anh em mà mua ấy, bản thân đợt này em Minh ấy là hợp tác với ông Dũng, là đây là vì ông là kỹ thuật, là khi làm ra một sản phẩm này, sản xuất ra một sản phẩm này là phải căn đo đếm đo đạc, nó ra cái thành phẩm nó đẹp hay, nó đẹp, chứ không phải các cửa hàng, nhiều cửa hàng là ráp lên là xong đâu, là cái đáp tuyến nó rất là dối, đánh ra nó không hay đâu ạ. Để thành phẩm phải nó phải cả quá trình nghiên cứu gồm thùng này, tiêu âm bao nhiêu này, đấy có lưu ý cho em đấy, chứ không phải là thích ráp là ráp đâu nhá.
820L nhá, 850 này. Và một mẫu nữa thì nó giống như vậy, nhưng thiết kế màu đỏ các bạn, thiết kế màu đỏ. Đấy, nó giống hệt nhau. Cái màu đỏ thì cái này được rẻ hơn 50.000 thôi. À 800.000 đồng một cặp này. 800.000 đồng một cặp phân tần này. Các bác nhá, 800.000 đồng một cặp. Bên cạnh đây thì các bác thấy một số mẫu chép thì sắp tới đây là dòng DB về là nhiều chép nhất, tại vì nó liên quan array của DB thì nó siêu nhiều chép luôn. Nó có tận 4 mã chép, riêng của DB nó có 4 hay 8, 6 mã chép liền. Của DB không ạ, 4 đến 6 mã chép liền. Của array không ạ, chứ kể bát, các thứ nữa. Và phân tần của array nữa, phân tần array DB sắp tới em sẽ bán về phục vụ anh em. Thì đây trước mắt các bác này là dòng chép. Chép ở đây là chép của BVK nữa nhá. Chép là chép 450. Chuyên cho bác nào dòng chép chính hãng. Các bạn thấy không? Đít này nhá, đít này đít ngang nhá. Đít ngang nhá, cắt bác nhìn rất tỉ mỉ luôn, nó tỉ mỉ hơn cả cái chép BNC này. Đấy. Cái dòng này là dòng sử dụng chép 450. Đấy, chép 450 của BVK này. Giá 680.000 đồng một cặp này. Giá bao rẻ nhất thị trường Việt Nam luôn. Có nhá, rẻ nhất thị trường Việt Nam. 680.000 đồng một cặp này. Và bên cạnh đây thì là dòng chép của BNC. 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 Chép BNC hàng loại 1 nhá. BNC, đồng leo co leo ở đây là leo leo 44 nhá. Leo 450, leo. Leo 450 này. Giá 1 triệu đồng một cặp này, các bác nhá. 1 triệu đồng một cặp này, các bác nhá. 1 triệu đồng một cặp này ạ. Cặp leo này. Neo này leo là 4 ốc vít các bác nhá. Đồng cao cấp luôn, cực kỳ cao cấp luôn cho bác anh em. BNC. Và tiếp theo đây là quả chép A750. Đấy, quả này coi là coi 75 luôn các bác nhá, coi 75. Của BVK nhập khẩu. Đây là chép từ thường này. Coi coi 75 nhá, giá 1.250.000 đồng một cặp, cái thì rất là nặng. Cái chỉ phù hợp cho anh em nào mà đánh ở sự kiện này, đánh như 715 này, hoặc đánh array này. Nghĩa đánh các anh em cần côn to thì đánh con này hết nước chấm. Đánh cực kỳ mạnh luôn. Đít phễu gang, cái phễu gang ấy thì bác gì nó liền khối này thì nó sẽ là cái tản nhiệt nó tốt hơn. Đánh không bị nóng thôi nhá, nó khác với phễu nhựa, cái dòng phễu nhựa này, phễu nhựa rẻ hẳn này. Phễu nhựa thì có dòng chép JBL. Chép JBL thì là hàng loại 1 nhá, đây là hàng loại 1 nhá, hàng loại 1. Chép của JBL. Chép 450 nhá. Chép 450 là chép 450 của JBL, cắt rất ngọt của QC và nhập khẩu về. Đây hàng loại 1 nhá, giá 450k một cặp này. Còn chép của BVK thì nó cao cấp hơn nhiều. Mới đây là chép 750 nhá. Giá 1.250.000 đồng một cặp. Đấy. Và cuối cùng là dòng chép BNC. Chép này chép là chép 850, các lý nhá, đây là chép 850, 4 vít nhá, 4 ốc vít. Đấy. Chép BNC. Đấy. Chép BNC cực chất QC này. Cực kỳ chất luôn bạn. Thật sự nó quá tuyệt luôn. Giá 1.900.000 đồng một cặp này. Cho vào chuyên là sự kiện này. Đây là chuyên sự kiện hoặc đánh full đơn công suất lớn thì mấy dòng lấy dòng này. 1.900.000 đồng một cặp. Đấy. Tổng quan thì mình quay vì nó liên quan một số mã mới về. Ngày mai kia về mã thêm mã nữa em sẽ quay, cũng như là sẽ ngày mai cố gắng lên hình cho bác vài bộ sự kiện nữa. Anh em có nhu cầu mua sắm dòng sự kiện chuyên nghiệp, dòng sự kiện giá rẻ nhất thì liên hệ đơn vị em nha. Bên em khẳng định các bác lên thành phẩm. Tất nhiên thành phẩm như em nói rồi, nhiều khi các anh em đi mua bảo có những bác gọi cho em bảo là các bác đi mua đủ đôi array có 8 triệu thôi, báo cáo bác 8 triệu là em thì mình cũng làm được 8 triệu. Các bác hiểu về 8 triệu là gì không ạ? 8 triệu quan trọng cái ruột nó như nào. Ruột nó sử dụng cái thép nhỏ, cái loại bát rẻ nhất thì vào thì nó thành 8 triệu thôi là bình thường. Đấy các bác lưu ý cho em. Còn 10 triệu là nào, nó khác. 10 triệu là sử dụng bát nó lớn hơn, chép nó lớn hơn, nó thành phẩm rồi các bạn. Em đã nói rõ rồi, nhiều hôm trước em gặp một bác khách ở trong Nghệ An đến tại kho của mình luôn. Đấy. Các hỏi về giá nhưng bác thì không để ý là cái chép này và gồm những bát gì, tại vì em nói rõ rồi là các bác có thể mua bát chép về rời hay mua vỏ thùng về rời, bác ghép thành phẩm thì nó cũng thế thôi. Còn em cộng công 350.000 đồng là em thành phẩm cho bác, thế thôi. Các bác mua thùng rời cũng được, chép rời cũng được, bát rời cũng được, thế nào cũng được mà. Nó thành phẩm, nó chỉ là cái công một tí cộng vào thôi. Đấy. Nên là cái driver thị trường này nhiều khi các bác mua được những driver ở đây là nghĩa là thành phẩm người ta không quay ruột ấy, không quay ruột ấy, thì đọc cái giá thì nó như em nói rồi, bát chép thị trường nó kiểu nhiều loại, nhiều nhỏ to rồi loại trôi nổi rồi là
từ tiếng gấu hay không. Đấy, em nói rõ các bác rồi. Kiểu nào cũng làm được, cũng như driver, cũng như của sắp tới về này, nguyên combo của DB nhá. Nguyên combo của DB này này. Mời em thành phẩm vào nó chỉ khoảng độ khoảng 12 triệu thôi. Khoảng 11 triệu rưỡi 12 triệu nguyên combo. Thì một đôi này đang bán là mức giá là driver Leo đang bán 26 triệu. Thì bởi lên thành phẩm mới có 12 triệu, nó rẻ hơn đến cả 10 rẻ hơn tận 14 triệu rồi, hơn nửa rồi còn gì nữa. Mà cũng là ruột như này. Đúng không ạ? Chỉ có mỗi cái vỏ là vỏ khác thôi, đúng không ạ? Đấy nha, em phân tích bác này. Quan trọng bác mua giá thành như nào thì cái ruột nó như nào mới quan trọng. Đấy. Lưu ý cho em và có hỗ trợ trả góp trên toàn bộ các hệ thống bên Hữu Minh Đô. Toàn bộ hệ thống 4 cửa hàng bên em đều có hỗ trợ trả góp, anh em có nhu cầu thì liên hệ em nhé. Và xin chào bác nhé.